thủ môn Bùi Tiến Dũng và tình yêu duy nhất với mẫu nữ ngoại quốc chính thức về chung một nhà. Bianca Zakhidova là cô gái duy nhất được thủ môn Bùi Tiến Dũng công khai yêu và gần đây, anh chàng đã âm thầm tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, khiến người hâm mộ bất ngờ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Bianca Zakhidova khiến người hâm mộ bất ngờ. Theo đó, một người bạn thân của thủ môn quê Thanh Hóa đã đăng tải loạt ảnh kèm lời chúc mừng Happy Wedding, anh chúc hai em và gia đình có một ngày vui thật trọn vẹn. Cuộc sống sau này có thể còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hãy nắm tay nhau vượt qua tất cả nhé. Anh luôn tin và chúc cho hai bạn hạnh phúc vẹn tròn. Bùi Tiến Dũng đề nghị mọi người không chia sẻ thiệp cưới, giữ bí mật đến phút chót. Khách mời mặc trang phục tông trắng hồng, chú rể mặc vest trắng, còn cô dâu Bianca Zakhidova diện đầm ngắn đính kèm tà váy dài phía sau. Nhà thiết kế Linh Nga cho biết váy cưới cô dâu Bianca mặc lấy ý tưởng từ hoa kim ngân, được mệnh danh quốc hoa của Ukraine, được Bùi Tiến Dũng đặt từ 2 tháng trước. Lông vũ ở cầu vai tượng trưng cho nhụy hoa, tay váy phồng từ những cánh hoa nở rộ vào mùa xuân. Váy cưới chất liệu Metallic Tool 30.000 viên đá Swarovski được đính tay tỉ mỉ. Bố mẹ Bùi Tiến Dũng bay từ Thanh Hóa và Vũng Tàu chúc phúc hai con. Bố mẹ cô dâu ở Ukraine không thể về Việt Nam trong ngày vui của hai con. Ông Nguyễn Đắc Văn, Chủ tịch câu lạc bộ Cần Thơ thay mặt gia đình đưa cô dâu vào lễ đường. Buổi lễ còn có sự tham gia của một số cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, Đức Trình. Cặp tình nhân tổ chức tiệc đãi khoang khách vào lúc 18 giờ cùng ngày. Ca sĩ Titi cho biết, tôi rất vui khi được góp mặt trong ngày trọng đại của hai bạn. Tôi sẽ trình diễn ca khúc Trú Mưa, bản hit đình đám của HKT trong tiệc tối như một món quà chúc phúc. Titi có mối quan hệ thân thiết với Bùi Tiến Dũng nhiều năm qua, cả hai có chung đam mê về siêu xe. Dưới trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng và vợ, nhiều bạn bè và người hâm mộ để lại lời chúc mừng hạnh phúc. Đám cưới của cả hai càng thêm đặc biệt khi tổ chức đúng vào ngày diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tiến Dũng công khai chuyện hẹn hò với bà xã vào ngày sinh nhật tuổi 20 của Bianca Zakhidova. Người đẹp Ukraine nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá và là fan của nam thủ môn. Sau khi công khai mối quan hệ, hai người thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp chung ngọt ngào lên trang cá nhân. Nàng mẫu cũng thể hiện sự thân thiết với gia đình Tiến Dũng, xuất hiện trong những lần cả nhà đi ăn chung. Trong một bức ảnh khi đi ăn cùng gia đình bạn trai, cô viết "Feel like at home", tạm dịch như được ở bên gia đình. Bùi Tiến Dũng, Bianca Zakhidova công khai hẹn hò từ hồi năm 2020 và nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ. Cặp đôi không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn bên nhau. Dũng Gôn cũng từng đưa bạn gái về ra mắt gia đình và ăn Tết tại quê nhà Thanh Hóa. Bianca Zakhidova được nhận xét là một trong những nàng watch gợi cảm nhất của tuyển Việt Nam. Là người mẫu, cô có thân hình chuẩn, số đo 3 vòng cân đối và chiều cao 1m73. Bà xã Bùi Tiến Dũng thu hút ánh nhìn bởi nét đẹp ngọt ngào, nụ cười tươi tắn. Tất nhiên, để có được vẻ ngoài rạng rỡ, Bianca Zakhidova cũng rất chú ý chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những video luyện tập. Bianca Zakhidova chăm chỉ lui tới phòng gym. Một số bài tập được cô lựa chọn là chạy bộ trên máy, squat, nâng tạ, plank. Từ khi hẹn hò, người đẹp Ukraine thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai trong các sự kiện và theo anh trong các trận đấu để cổ vũ tinh thần. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội dấy lên tin đồn Bianca đã có tin vui, nhưng cả hai không lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ.